Có. Tôi đâu rồi? Vừa cầm tỏi ở tay mà tỏi đã biến mất rồi. À. À. Gì đây? Trời ơi, mà tự nhiên biến mất rồi nào nhỉ? Vừa mới cầm xong mà không được rồi. Nào, làm gì? À đây tỏi đấy. À, lấy cái tỏi khác kìa. Tỏi 1 biến mất thì vẫn còn tỏi 2, không lo. Dạ, ôi giời nào thế, chơi cái điện thoại đấy em, ôi trời. Ô rồi, ô. Như vậy là chiếc tuổi cũ bỗng nhiên xuất hiện. Gì đây? Mà bị ma chơi hay gì này? Tiêm Covid sao này? Đầu óc không biết để đâu. Tôi tin tức cập nhật những video hay và nóng nhất ở Việt Nam qua một góc nhìn chân thực nhất. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video hay mỗi ngày. Nhớ ấn đăng ký và like nha. Xin cảm ơn.